Kìa kìa, có kinh trang kìa. Nè nè nè. Nhảy nha. Nhảy nha. Anh thấy nó mèo hả? À, vậy là con cua sữa. Trang cua sữa. Cua sữa. Kinh trang mà kinh trang. Wow. Tóc nghe. Thôi con này cá lóc đực. Này ấm nhất à. À. Cá lóc bự. Cá lóc bự sao đít khang kìa, sao đít khang á? Sao đít khang á? Rồi rồi nó chạy luôn rồi kìa. Hay quá. Nó nằm trong cái bọng á. Con này con cá này, bữa nãy con cá đực, hôm nay mình bắt được con cá đực các bạn. Con này cái nè. Hả? Hay quá. À. Rồi, ok, mến chào quý anh chị và cô bác đã quay trở lại với kênh Đen Lúa Miền Tây ha. Thì hôm nay mình có đi ra sau vườn các bạn, mình đi bắt cá cạn các bạn ơi, đi chung với bé Kha và bé Nhi ha. Tại lúa cũng cuối rồi thì nước nó sẽ rút về mấy kinh thủy lợi các bạn. Thì hôm nay cá mắc cạn cũng nhiều lắm. Thì hôm nay mình đi ra ngoài sau clip ngoài á, mình bắt cá các bạn. Rồi mời các bạn theo dõi video của hai cha con mình nha. Trời ơi. À, cá quá trời cá luôn nè. Ở đây luôn nè. Ở đây dạ. Bên đây chắc cá ít các bạn. Không, còn hồi mình sẽ tát cái đây đi. Cái mương này nó sâu nè. Mương này sâu nhưng nước cũng cạn. Đây các bạn, lúa cuối hết rồi nè. Lúc nước hết rồi. Ông Nhi thăm dến rồi. Đây là quay Nhi cho có. Có Nhi. Ôi được hết kìa. Ôi đâu. Ê, hai con luôn. Cá lồng tông quá trời luôn kìa. Cá lồng trong nè. Rồi được quay hết. Đây hồi đi mình bắt sao giờ mình đi tát cá đi. Cá lồng tông quá trời. Cua cái gì vậy? Cua. Cua. Cá lồng tông đây nhất luôn. Ừ, quá trời cá lồng tông luôn. Ô, cá lồng tông như vậy cho con nó giỏi. Nè. Ừ. Đây gần đây mẹ. Nè. Đó, ếch nè thấy không? Quang ếch cá lồng tông quá trời luôn đấy. Hồi mình bắt nè lủng lỗ nè. Đây, mình sẽ bắt đầu mình tát cá. Ở đây. Sợ lúng vậy lát sao lội đìa bắt cá được con? Bắt đầu mà. Quên, nãy hỏi rau muống non không? Hái rau muống cho em. Nó mới trồng à. Nó trốn đồn kìa. Nó mới trồng rau muống non nè. Trốn đồn kìa. Trốn đồn kìa. Nó hái rau muống vô ăn luôn. Trốn nè. Nè mấy cái này ăn nè. Cái quần đồ mẹ. Hả? Được, nãy cho lội bắt cá mà. Nó ngon quá trời luôn. Ngon kìa. Rồi. Kìa anh cộng em mới thấy qua đó. Trời ơi. Là hái xong mà thảy bên bờ đây. Hồi bắt nó nhiều chứ giờ sao biết. Rồi được. Để hồi cha tắt nước á hả? Mẹ lấy nào tắt nước mẹ. À. Đây phải xa xô. Ừ. Cái này cũng vớt cả. Đưa đồ ngốc nè mẹ. Đưa đưa nó gào dưới chân con rồi Nhi. Dạ. Gào dưới chân con kìa. Đưa tính tôi cầm ra. Cũng gác bộ cho em. Ừ.
lỡ xuống luôn đó hả? Dạ. Rồi bắt đi, hai đứa bắt đi. Ba chị Khang. Dạ. Con đứng lên quá chị. Trục dưới đây nè. Đừng có ai đụng vô gỗ con nha. Cá nè, cá nè. Ai. Cái Khang đừng có bóc. Cái gì bóc nè. Khang bóc con cá nè. Ồ, oh, con gì ạ? Rửa ơi, rửa ơi, con gì ạ? Rửa ơi, rửa ơi. Thôi, cái sặc. Cái sặc chảy không được. Thôi, bỏ thao đi. Mới thấy cũng có bự vậy. Bự ở đâu? Này, một con cua. Mẹ ơi. Ba con cua đâu? Anh chưa thấy. À. Giờ không thấy ngay mà như thế. Ôi. Cái gỗ rồi. Ây da kẹp rồi. À. Ai. Ui. Nó quá cay à. Ê, hey, ngồi em cua. Em bắt cá không mà toàn dính, dính cua không. Rồi, một con cá rồi chào bác. Bao. Hai bạn nhỏ đắng kìa. Ê, 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 ê. Wow. Bắt nghe. Thôi con này cá lóc được. Này lớn nhất à. À. Ra được con gì kìa? Bắt con gì? Bắt được cái rô nào.
con cá bành kia đó. Có màu xanh đó. Cá màu xanh hả? Chụp phải chụp hai tay, chụp tay sao chụp được. Nãy giờ bắt mấy con cá ngốc á, hai đứa nhỏ bắt trời mình mẩy nó thấy gớm luôn nè bà. Đây kìa. Ờ con bắt được như đó đó hả? Mày còn có cái ống bọng này nãy giờ. Đây mình mở ống bọng rồi có cá này. Lấy gỗ chặn đây nha, con lấy gỗ chặn chỗ ống bọng, hứng chỗ ống bọng tươi nha. Đây đây. Rồi hứng đại đi bỏ đi luôn. Con được cái gô bự nha. Thằng chú Tân mở ống bọng nha. Được cái gô. Cao. Nè. Giỏi dữ vậy đó hả? Bỏ xô đi con. Này như con lấy gỗ này nè, xuống cái đũng bọng đi. Ủa có cá không? Đưa sang vậy hứng. Đây nè. Hứng vô đũng bọng á. Hứng vô. Cá bự. Cá bự. Cá bự sao đít khang vậy? Sao đít khang á? Sao đít khang á? Rồi rồi nó chạy luôn rồi kìa. Hay quá. Nó nằm trong bọng á. Con này con cá này bữa nãy con cá đực, hôm nay mình bắt được con cá đực các bạn. Này cái nè. Hay quá. Trời hay quá. Trời chứ hay quá. Còn nó đâu luôn đi. Hồi nãy em thấy giống như là đít thằng Khang đó. Có con nữa vậy đó. Đây. Cá đó cá sình đó. Rồi gõ lại dở lên nè. Rồi nãy giờ hứng được con nào luôn hả? Lại dở dến luôn nha. Tao chuyển cá xanh. Trời ơi. Quấn theo bây giờ. Nó đi gần nè mẹ ơi. Rồi là dở dến nè. Ai vô con. Con coi. Rồi đem gỗ lại. Mới xô á. Xô kìa. Được ba con ếch. Cái xô này như để ếch nhảy kìa. Okay. Lóc rồi. Ừ, được hai cái lóc. Cái xô này nó cao ếch nhưng không được. Đâu có một con mà cha. Lấy gỗ. Cái gỗ đưa cha đậy lại Khang, lại lấy gỗ đưa cha đậy lại. Mà thấy vậy? Rồi vô đi. Cạn coi. Cạn luôn cái quạt. Thì quạt có con cua kìa Khang, lại bắt con cua nè. Kìa. Thôi nó kẹp á. Kệ mẹ chỉ cho Khang bắt. Nó kẹp. Đâu? Kìa con cua kinh trang kìa. Nè. Nhảy nha. Rồi, có chị cạp đó nha. Dạ. Nhảy nha. Anh ta nói mèo hả? À, vậy là con cua sữa. Chán cua sữa. Cua sữa. Kinh càng mà kinh càng sữa. Rồi lên đây cho gỗ cá.
quá trời cái bộ mình của nó nè. Thôi vô nhà lấy con tua xịt rửa đi. Dạ, cua. Thả vô xô đi. Đây cua sữa hả? Cua sữa. Cua sữa đổ gỗ đi. Lấy gỗ tắn rồi nha. Ừ, lấy gỗ là cho chơi cái cá nè. Nè lấy gỗ rồi ra khác. Tắn rồi, đi tắm luôn. Nè, gỗ rồi, đưa gỗ đây. Sách lên bờ á chứ chưa. Nè, cua sữa đang chết. Gỗ ghê. Cua sữa có bé Khang nè, có Khang mới bắt được. Lội xuống nước. Cô mẹ ơi. Hả? Sao con cua mẹ cho được cua sữa vậy mẹ? Nó lột á, cua là nó phải lột. Nó lột da, lột thế là khác cái máy lớn. Nhớ không? Ừ, cua nó lột xác nó lớn. Lát con ấy, lát con nhảy dưới đè luôn đi rồi cái cha. Đem ra. Cha tắm cho con luôn. Rửa vòng vòng ngoài cái xô luôn. Nó sữa nó đang lột. Quá trời bộ mình của con luôn rồi nè. Nè. Cái mặt thấy gớm luôn. Trời ơi, rửa mặt đây nè, ba ba phát nè, rửa mặt. Cái tay nó thấy ghê hả? Tay thấy ghê không được. Để lát anh thảy nó xuống đó lên tắm nó luôn. Không chịu. Mẹ cười nha. Mẹ là tắm con sẽ dùng cái cua này. Mẹ tắm con đây. Đây các bạn, đây bịt mở cho các bạn coi. Bây giờ thành quả của bà chú cháu với bé Khang. Bác nè. Này là mấy em bếp các bạn. Bếp đổ dến á, còn đây hai cái lóc, cái đực, cái cá nha. Đó, còn nghe được mơ cái rô, cá nhỏ mà. Nói chung bữa nay cũng đủ ăn bữa trưa các bạn. Rồi, cho mình cũng xin phép dừng video đây ha. Cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi video mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye cả nhà.